Chứ tôi đã nói lại một lần nữa rồi, bây giờ thôi. À, bây giờ tới cái này là chúng tôi giới thiệu cho các bạn luôn, và có mấy ngày coi như các ngày luôn, bởi vì các ngày như, chẳng hạn như gì đó, luật sư Nguyễn Quốc Lân rất nhiều với ông, coi như là ông bác sĩ đấm bóp không có đi coi, cũng như là ông Nguyễn Ngọc Chấn coi như là ông CNN đâu có được đi coi, phải chứ, đâu có dám bỏ tiền ra mà đi coi, cũng như đâu có được mời. Thành thử bây giờ mày mời thưởng thức cái bài Mai Ra Trần nè. Cái này là tôi giới thiệu cái lần đầu tiên trong cái lịch sử âm nhạc mà có một cái DJ Melody Tina Hoàng là cháu của tôi và đồng thời Mai Ra Trần nè. Mai Ra Trần là American Idol đó. Mời quý vị thưởng thức nè. Mời các bạn và mời các ngài thưởng thức nghe chưa. Ngài nào không đi được thì làm ơn thưởng thức. Các anh về tìm anh và tôi viết tên anh là để tặng cho tất cả các bạn nghe, những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mình đã không bất khuất, mình đã qua tới đây mà vẫn bị mang tiếng là Cộng sản. Vì vậy, và đồng thời chúng tôi cũng gửi tặng cho tất cả.